Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2020. Thì bên cửa hàng mình tiếp tục về được một đôi loa của hãng Diatone có model là DS503. Trong tất cả những dòng loa Diatone thì những cái dòng loa mà có lỗ thông hơi thì nó rất là ít, chỉ có những cái dòng loa gấu thì nó mới có lỗ thông hơi thôi. Thì cái đôi 503 này là một trong những đôi loa gấu của hãng, được sử dụng 3 loa trên một thân thùng. Sử dụng 3 loa trên một thân thùng gồm một bát 30. Anh Tùng ơi, ra đón hàng. Cổng này 4 cục. Sử dụng một bát 31cm màng carbon tổ ong, một loa trung đôm và một loa check đôm, kết hợp hai vi tinh chỉnh để chỉnh cho giải trung và giải check. Con này công suất của nó là 100W, trở kháng 6 ohm. Quý vị và các bạn có thể ghép vào những cái dòng âm ly xen xui như là 607 XDCAT, 607 SCHA, LSCHA hoặc là 707 đều đánh được hết ạ. Cái dòng này thì nó chơi được đa thể loại nhạc và có thể kết hợp hát karaoke gia đình. Tất cả những công kiềng còn sáng bóng, thùng vách còn đẹp, ok. Giá đồ này nhà mình vẫn đang bán với giá là 13.500.000 đồng. Quý vị các bạn xem ưng thì có thể liên hệ đặt hàng theo số điện thoại 0979 918 996, địa chỉ ở chợ Sát Hải Phòng và nhận giao hàng toàn quốc. Mình sẽ quay gần và cho quý vị các bạn xem. Đôi loa rất là đẹp. Thùng màu lâu nhé. Sau đây thì mình xin dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.